Chào các anh chị ạ. Chúc các anh chị một cái ngày đầu tiên của tháng 3 sức khỏe, nhiều thành công trong giao dịch và có những cái quyết định đúng đắn trong thời gian sắp tới. Thì buổi sáng hôm nay thì em quay lại với cái nhóm anh Tường Quân cũng như là quay lại với lại anh chị em sau một cái phiên giao dịch đầy cảm xúc của phiên ngày hôm qua. Với cái việc là hôm qua thì cuối phiên thị trường giảm điểm khá là nhiều châm ngòi cho những cái lo ngại, nhưng mà đầu tiên thì cũng xin được là động viên các quý anh chị, các bạn đồng nghiệp cũng như là những anh chị em đam mê ngành tài chính, thì chúng ta phải xác định như thế này: chúng ta là những người đã có đam mê, có những cái hoài bão lớn khi mà đã bước chân vào thị trường tài chính, thì cái câu chuyện mà tăng điểm và giảm điểm của thị trường đó là cái điều hiển nhiên và nó thường xuyên liên tục xảy ra. Vì vậy chúng ta cũng quen dần với cái câu chuyện này, cũng đã dần quen dần với những câu chuyện này qua những cái đợt suy giảm của thị trường, như là trước đây thì là liên quan tới Biển Đông, rồi sau đấy liên quan tới bắt Bầu Kiên, rồi gần đây thì có những cái vấn đề liên quan tới tái cấu trúc các ngân hàng, Brexit, rồi bầu cử Donald Trump và rất 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 nhiều những cái thương vụ đầu tư trước đây vài năm trước, nó cũng gây ra những cái bất ổn ngắn hạn cho thị trường, nhưng không có nghĩa là thị trường sẽ không giao dịch nữa, không đóng cửa thị trường. Vì vậy nên là nó có tăng tăng được thì nó sẽ có giảm. Trong cái chu kỳ vận hành của thị trường á, thì nó thường 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 thì tuân theo cái lý thuyết, đó là cái lý thuyết sóng Elliott. Thì trong sóng Elliott thì nó có sóng dài sóng lớn, tức là gọi là sóng dài sóng lớn, thì trong sóng lớn có sóng nhỏ, thì người ta gọi là trong sóng có sóng, trong những sóng đi lên nó vẫn lồng ghép trong đó các sóng nhỏ lăn tăn, tăng giảm đan xen, trong những sóng đi xuống nó cũng lồng ghép trong đó những cái chu kỳ sóng gọi là sóng hồi. Nên là anh chị cũng không có gì phải đáng lo ngại và quan là băn tức là bi quan quá mức với thị trường. Đó là điều thứ nhất mà Thắng có thể gửi tới quý anh chị, để quý anh chị một phần nào đó yên tâm trong cái câu chuyện là nếu như xác định tư duy là đầu tư dài hạn thì cứ kiên tâm bền chí để mà thắt dây lưng an toàn, lấy giữ lấy cổ phiếu của mình, đừng để là cái tình trạng là lo sợ rồi dẫn đến chuyện là bán ngay vào cái đáy, bán vừa bán xong thì ngày hôm sau nó tăng, sẽ gây ra những cái thiệt hại ngắn hạn cho các anh chị và cũng như là những cái thất vọng sau khi mà mình đã quyết đưa ra những cái quyết định mà nó không phù hợp, nó dựa hoàn toàn vào cảm tính chứ không phải là dựa vào những cái phân tích trước đó của mình. Cảm tính gây ra những cái việc nó gọi là cái tâm lý bầy đàn ấy, thấy người ta bán mình cũng đem ra bán, đó là điều mà không nên. Với những nhà đầu tư mà dài hạn nữa, là tôi đang nói là nhà đầu tư trung hạn, vừa nói là nhà trung hạn, còn với những nhà đầu tư dài hạn thì cái câu chuyện thị trường lăn tăn sóng nhỏ tăng giảm nó không ý nghĩa nhiều đối với các nhà đầu tư dài hạn, bởi vì nói cho cùng thì họ với những quỹ đầu tư lớn, với những nhà đầu tư có giá trị danh mục cao và với những nhà đầu tư có cái tư duy về việc đầu tư cổ phiếu mang tính 1 năm, 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì gần như họ không có cái tư duy ngắn hạn, không có cái tầm nhìn sóng sánh lên lên xuống xuống. Còn với những nhà đầu tư ngắn hạn thì rủi ro của thị trường là bắt đầu tăng cao. Vì vậy với việc mà nếu vay nợ lượng quá lớn thì anh chị vẫn nên là giảm bớt tỷ trọng cái danh mục của mình xuống, giảm bớt tỷ trọng của mình xuống. Mục đích là mình có cái dòng tiền để sau này nếu có những cơ hội tốt hơn mình chủ động dòng tiền trong cái câu chuyện giải ngân tiếp, tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư khác. Đó, với những nhà đầu tư mà sử dụng cái tỷ lệ đầu tư thấp thì có thể vẫn còn cái dư địa để có thể mua thêm, thì nên không được buông xuôi với thị trường mà nên để ý quan tâm hơn với thị trường trong những thời điểm mà thị trường có những cái suy giảm ngắn hạn. Đó cũng chính là trong cái nguy cơ thì có những cái cơ hội, nên anh chị nên quan tâm để làm tốt cái câu chuyện của mình chứ không được buông xuôi cái thị trường khi mà giá cổ phiếu của trong danh mục của mình nó giảm thì bảo thôi mặc kệ bỏ đấy, như vậy nó không hợp lý và như vậy nó là gần như là không có trách nhiệm với lại cái quyết định mua bán của mình. Nó là vài cái ý để trao đổi cổ sơ qua trước cái tình hình thị trường có dấu hiệu của chuyện là đang xấu đi một chút, xấu đi một chút. À, có thể nó sẽ không giảm ngay đâu anh chị, nó có thể hồi, nó có thể hồi.
Thường thì nó sẽ hồi vào đầu đầu ngày, nên anh chị lưu tâm những cái kinh nghiệm đó để anh chị có thể xem xét đưa ra những quyết định phù hợp. Đó là việc thứ ba. Việc thứ tư là video này là video cuối cùng của tháng tháng 2. Vì vậy tháng cũng vẫn sẽ public cái video này để cho tất cả mọi người cùng tham gia. Còn bắt đầu sang tháng 3 thì chúng ta lại quay lại cái câu chuyện là của nhóm của mình. Thì hôm qua đã kết thúc cái việc đóng phí. Thì có thể anh chị nào còn đang chưa đóng thì vui lòng là đóng nốt trong ngày hôm nay để mình kết thúc là sau khi xem cái video này cho cái nhóm Mạnh Thường Quân. Cái thứ tư nữa là em cập nhật sơ qua về tình hình thị trường để quý anh chị nhìn thấy cái tổng quan thị trường. Ngày hôm qua thì thị trường giảm 6.65 điểm, tương đương với 0.93%, đưa VN Index trở về vùng 710.79, 710.79. Sau khi mà đạt cái ngưỡng 710 719 gần 720 điểm, tức là đã mới có một cái đợt suy giảm khoảng 10 điểm. Cái việc giảm điểm của ngày hôm qua bắt nguồn lớn nhất lại đến từ hai cổ phiếu mà được kỳ vọng nhiều nhất, đó là Vietcombank và GAT. Vietcombank đã lấy đi của thị trường. Việc giảm của Vietcombank và GAT thì anh chị biết rồi, nhưng nếu tính trên trọng số thì Vietcombank đã lấy đi của thị trường 1.287 và GAT lấy đi của thị trường 1.370. Bên cạnh đó nữa có Vinamilk và BIDV cũng lấy đi của thị trường mỗi anh 0.3 điểm, với Vinamilk là 0.259 và với GA BIDV là 0.382. Công Thương cũng lấy đi của thị trường 0.1, và thêm vào đó thì có Thế Giới Di Động rồi bia Hà Nội cũng đã cướp đi của thị trường mỗi cổ phiếu là 0.2 điểm. Vậy nên là vài ba cổ phiếu điểm qua như vậy đã thấy là đã lấy đi của thị trường khoảng đâu đó 4 điểm rồi. Vì vậy trên tổng quan thị trường thì vẫn có những cổ phiếu xanh giống như là Pharos, giống như là Novaland, giống như là EIB, vẫn là những cổ phiếu là đóng góp cái điểm số xanh cho thị trường. Cơ bản là như vậy, trên cái trọng số là 25 cổ phiếu lớn nhất thì em điểm qua như thế. Thứ hai nữa là về mặt thanh khoản thì thanh khoản phiên ngày hôm qua là không lớn bằng các phiên trước đó, không lớn bằng hai phiên ba phiên trước những cái phiên cách đây hai phiên thì thanh khoản là 232 triệu cổ phiếu, nhưng mà hai ngày gần đây thì thanh khoản bắt đầu sụt giảm. Điều này cũng lưu ý các anh chị là khi thanh khoản sụt giảm tức là giá giảm mà thanh khoản sụt giảm tức là cầu không vào, anh chị lưu ý một ý này thôi. Việc thứ ba nữa là thanh khoản của ngày hôm qua cũng đến từ lớn nhất là đến từ FLC, 26 triệu cổ phiếu, FLC tăng 0.1 điểm và có thể là sẽ chứng cái đà tăng lại trong phiên hôm nay. Hoàng Quân khớp lệnh 17 triệu cổ phiếu, Fit khớp lệnh 14 triệu cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai khớp lệnh 6,5 triệu cổ phiếu, Hòa Bình, Sagemilk mỗi cái khớp lệnh 5 triệu cổ phiếu. Như vậy ta có thể nhìn thấy được rằng là những cổ phiếu khớp lệnh nhiều đều là những cổ phiếu mang tính gọi là còn thấp hơn mệnh giá và mang tính đầu cơ cao. Anh chị cũng lưu ý với những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, bởi vì anh chị đã nhìn thấy cái câu chuyện là có thể bứt một cái là sàn ngay lập tức đối với Hoàng Anh Gia Lai, STB hay là một số cổ phiếu đã tăng trong cái chu kỳ trước đó. Đó là những cái điều lưu ý mà anh chị nên nên nên, nên lưu ý. Em chỉ điểm qua thị trường như vậy. Song song trùng với cái câu chuyện thị trường suy yếu thì trên cà phê F luôn tranh giành ngày hôm qua một cái thông tin, đó là cái việc cái đại án liên quan tới ông liên quan tới cái thương vụ ông Hà Văn Thắm OVC á. Thì đó là những cái điểm qua mà gây ra cái tâm lý mọi người, nhưng mà em đã có đầu video đã có động viên anh chị là chúng ta là những người chỗ trong giang hồ này rồi, trong cái thị trường này rồi thì không có gì phải lo lắng cả, đã trải qua biết bao nhiêu là đau thương búa chém thì không phải gì phải sợ, cứ bình tĩnh phân tích đúng theo những cái nhận định của mình, đừng mua bán và giao dịch theo cảm tính mà hãy mua bán và giao dịch theo những cái phân tích và kế hoạch có trước. Đó là điểm qua thứ ba. Thứ tư thì thị trường thế giới vẫn ủng hộ, vì phiên ngày hôm qua thì Nikkei tăng 217 điểm, đưa Nikkei về 19.336 điểm. Tuy vậy thì tối hôm qua thì thị trường chứng khoán Mỹ có giảm điểm lại, đưa Dow Jones về vùng 20.812 điểm. Thì đó là những cái thông tin thị trường sơ qua. Bên cạnh đó nữa thì giá dầu vẫn không chịu tăng nhưng cũng chẳng chịu giảm, nó vẫn đang loanh quanh ở vùng 53.98 tức 54 đô la Mỹ một thùng ở với cái dầu cùi cùi. Còn với dầu kia thì em thường không cập nhật, vì vậy nên là gần như trên biểu đồ dầu thì là giá dầu đang đi ngang. Giá hàng hóa và nguyên liệu cơ bản thì anh chị có nhìn điểm qua sơ qua về tình hình là ngày hôm qua thì có một cái vấn đề là anh chị cũng để lưu tâm, chủ yếu là mình liên quan đến giá đường và giá mủ cao su. Thì với giá của
mũ cao su thì bắt đầu có dấu hiệu của chuyện tăng chứng cái đà giảm và tăng lại. Hôm qua thì nó vẫn giảm 11 gọi là yên nhật trên một tấn, thì nó đang đứng ở vùng 267,9 yên nhật một tấn. Còn giá đường thì đây anh chị vào cái trang là tradingeconomics.com để có tất cả các cái giá dỗ thị trường, tình hình như thế. Còn đi vào thị trường thì thưa với anh chị là trước phiên thứ hôm nay là thứ thứ em xem nào, hôm nay là thứ tư đúng không, thứ hai thứ ba thứ phiên thứ hai thì tạo ra một cái nến xanh khá là đẹp, tưởng chừng như thị trường đã chứng bớt cái đà suy giảm, nhưng thực tế thì nó không phải là như thế, nó không phải là như thế, nó mới chỉ lên một phiên và hôm qua thì nó quất lại, thì thị trường đang diễn biến khá là khó lường. Các cái dự báo ngắn hạn là đều thường hay xảy ra cái chuyện sai sót, vì vậy nên là tham khảo các cái dự báo ngắn hạn của các doanh nghiệp, công ty chứng khoán thì anh chị cũng lưu tâm là cũng khó. Trên RSI và trên MACD thì đã có tín hiệu bán trên cái biểu đồ của cổ phiếu thứ 8.vn. Còn trên FAN thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về một số cái liên quan đến Ichimoku để biết được rằng là cái sóng sánh thị trường như nào. Bởi vì trên FAN thì có thể đo được cái độ suy giảm và cái đợt tăng. Nên thường á thì nếu như cái nhịp vừa rồi mà nếu đo trên những cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu ngành thép cho anh em dự báo á, thì rõ ràng là chạm về vùng 38.2 theo Fibonacci á, thì nó phải tăng lại, và đúng là nó có tăng lại, nó có chứng lại cái đà giảm, nhưng cái lực cầu không đủ lớn để đẩy cái qua, và khả năng thì hai cái dòng này nó sẽ dịch chuyển về vùng Fibonacci 50%. Rồi với thị trường thì cũng chỉ là mới những phiên bắt đầu. Nếu như anh chị nào dùng cái nến Heikinashi á, thì ngày hôm qua là bắt đầu cho những dấu hiệu của một cái cây nến thiếu tiêu cực, tức là không có tiêu cực lắm, cái thiếu 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 tích cực, không được tích cực lắm. Điểm qua sóng thánh thị trường như vậy, anh chị em nhìn cái MA của trên FAN thì rõ ràng là đã có dấu hiệu của chuyện cắt xuống và đang có hình thành cái phân kỳ rồi, đang hình thành phân kỳ rồi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là 600, 700 á, 700 á sẽ là vùng hỗ trợ cứng đầu tiên. Nếu tính theo cái em hay tính ấy, tính theo cái Fibonacci thoái lui mà tính từ ngày 20 tháng 12, vùng 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 giá 20 tháng 12, em lấy vùng giá chứ không lấy đáy giá, thì kéo lên trên tới đỉnh của nó là 719 thì mới bắt đầu thôi, nó sẽ hướng về vùng 0.382 của Fibonacci thoát lui á, thì nó tương đương với 695.14 hoặc là 700, thì vùng đó là vùng hỗ trợ. Nhưng nếu như nhìn vào mắt thường á thì em lại thấy ở cái vùng 700 mới là vùng hỗ trợ, bởi vì vùng 700 là cái vùng mà ngày mùng 7 tháng 2 năm 2017, khu vực đó là nó cho ra khoảng 4 hay 5 nến là tích lũy đi ngang á. Đó có thể là vùng hỗ trợ cứng của thị trường, anh chị có thể lưu tâm những chuyện đó. Nói sơ qua tình hình như thế thôi, còn tùy danh mục của mỗi cá nhân thì anh chị nên xem qua hai ngành. Thì ngành không ngoài cái dự báo của em về một video gần đây thì ngành ngân hàng gồm có công thương, rõ ràng là công thương thì ngày 16 tháng 2 đạt một cái đỉnh là 19.5, giảm về ngày 23 tháng 2 đạt là cái đáy 17.4, là tức là giảm hai giá và tăng lại, thì rõ ràng mua phiên hôm đó thì ngày hôm qua anh chị chốt vẫn có lời, nó gọi là như một nhịp hồi yếu ớt, nhịp hồi yếu ớt thì nhịp hồi yếu ớt dẫn đến câu chuyện cuối phiên thì nó bắt đầu có dấu hiệu của chuyện giảm giảm đó trở lại, và khả năng cao thì vùng hỗ trợ cứng của công thương sẽ là vùng 16.5 17 6.5 17. Tính theo Fibonacci thì rõ ràng nó là vùng 50%, nên anh chị tính hơn thì sẽ tính thấy nó là vùng 50% của Fibo, 50% thoái lui ạ, thì anh chị sẽ thấy tập của cái câu chuyện đó. Hôm qua thì đúng như cái đó là nó chạm về vùng 17.5 là 0.38, thì về 0.5 tức là 16.9 17 ạ, 6.9 17 ạ, em nghĩ là 16.9 17 với công thường. Đi vào chi tiết những cổ phiếu khác nữa thì em không có nhiều thời gian, và cái việc mà quay trực tiếp như này nó sẽ rất là nặng vì việc tăng lên rất là lâu. Vì vậy nên là chúng ta sẽ bàn với nhau trong những cái video mà trực tiếp trên Facebook. Em sẽ nói nhiều hơn, còn buổi sáng thì chia sẻ với nhóm như vậy. Vài video gần đây thì em không có
có chia sẻ chi tiết hơn, bởi vì đơn giản là em sẽ công khai nên em không có chia sẻ chi tiết lắm về vấn đề là nên như thế nào. Em chỉ nói cái tình hình thực địa chung của thị trường để cho anh chị em trong nhóm cũng như là các anh chị em khác đang có những cái tâm lý bi quan, bởi vì chỉ nhỏ lẻ mới bi quan thôi, tổ chức họ không bi quan đâu. Tổ chức họ biết được luồng nước, biết được lạch nước đi từ đây ra đảo như thế nào, biết được cái lựa hướng đi nên họ không có sợ hãi gì hết. Họ vẫn mua cái gì họ cần mua, họ vẫn bán cái gì họ cần bán. Chỉ có bi quan là anh em mình bi quan thôi, anh chị em mình bi quan. Bi quan ở đây anh chị cũng lưu ý lưu tâm một chút nữa, đó là ngày hôm qua em có nói đến câu chuyện là không có cổ phiếu tốt, trong khi mà thị trường suy giảm thì không có cổ phiếu tốt, chỉ có cổ phiếu, tất cả chúng nó đều tồi, và chỉ có cổ phiếu tăng giá mới là cổ phiếu tốt. Thì những cổ phiếu nào tăng giá nó sẽ là cổ phiếu gọi là giữ tiền cho các anh chị lưu tâm chuyện đó. Nên là đó là ngày trước đây em có nói đến câu chuyện là những cái hầm trú ẩn, trú bão là nên trú ở đâu để là nó không phải là cổ phiếu tốt nhưng nó là những cổ phiếu giữ tiền nếu anh chị vẫn muốn giao dịch. Thì trước đây em có trú một lần vào Novaland, thì rõ ràng Novaland thì vẫn còn đang rất là tốt. Em có trú vào 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 bia 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 Sài Gòn thì cũng rất là tốt, trú vào ACV, trú vào Đường Quảng Ngãi, rồi trú vào những cổ phiếu mà nó không có margin, bởi vì em kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường là margin nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì thực sự cổ phiếu mình rất là tốt nhưng mà vì cái việc mà margin, áp lực margin, anh chị hiểu hơn ai hết là khi xài margin thì sẽ bị áp lực trả trả lại vốn cho các ngân hàng, cho các tổ chức tài chính, nên là dù tốt hay xấu thì khi cần thu hồi nợ họ vẫn bán ra như thường, và cái áp lực bán ra khôn margin đó sẽ dẫn đến câu chuyện là giá cổ phiếu của anh chị dù cổ phiếu rất tốt nhưng vẫn bị giảm giá. Nguyên nhân chính nó là từ việc margin, và nguyên nhân thứ hai nữa là vì từ tâm lý hành vi của anh chị. Nên là điểm qua một buổi sáng ngày đầu tiên của tháng 3, thì một lần nữa chúc tất cả các anh chị sức khỏe, thành công. Và anh chị có xem qua video này thì vui lòng là bình luận để lại cảm nhận cũng như là like để video trên YouTube của em nó ngày càng phát triển hơn. Cộng với việc em sẽ đăng video video này ở trên Facebook, thì anh chị vui lòng là khi mà xem những video chứng khoán thì không 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 tiếc một cái like và bớt chút thời gian like cho em để cho cái kênh và các cái hoạt động của em ngày càng nó đi vào chiều sâu hơn, nó cũng có không có nhiều thì việc phải đi nhờ và anh chị like với lại chia sẻ nữa, và để chuyên tâm hơn trong việc nghiên cứu tìm hiểu những cái phương pháp hay là những cái cách thức làm sao để giảm thiểu cái thua lỗ cho các anh chị cũng như là thúc đẩy các anh chị đầu tư, chúng ta cùng đầu tư có lời, win-win trong những cái nhịp giao dịch sắp tới của thị trường. Cơ hội của thị trường là 100 năm tới, anh chị không phải lo, không cần phải vội vàng. Năm nào cũng có vài chục cơ hội, tháng nào cũng có vài lần có thể giải ngân, và anh chị nếu mà là người gọi là cam kết gắn bó với thị trường lâu dài thì Warren Buffett 90 mấy tuổi vẫn đầu tư như thường. Tuổi các anh chị có thể là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, thời gian thì đầu tư còn rất là dài nên không phải vội vàng, không phải cân nhắc kỹ lưỡng những cái giao dịch của mình cho nó phù hợp, cho nó đúng, cho nó trúng và cho nó hợp lý hơn. Tốt nhất là vẫn là quy tắc số 1 là giữ lấy tiền, không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2 là nó đại loại cũng là đừng để mất tiền, và quy tắc thứ ba thì có gì không hiểu xem lại quy tắc số 1 và quy tắc số 2. Thì video trực tiếp trên Facebook em sẽ nói và tiếp theo cái video ngày hôm qua phải trực tiếp, bởi vì tối qua thì vẫn đang ở Nha Trang nên khá là bận bận đi chơi ấy, nên là tối qua không có gặp anh chị được, bởi vì có đi uống cà phê với một một nhà đầu tư ở Nha Trang. Và ngày hôm nay thì ở Nha Trang thì có gặp qua buổi sáng thì có cà phê với lại anh Huy, giám đốc của chứng khoán ACBS, một nói chuyện trao đổi chia sẻ. Tối thì có đi ăn uống với một nhà đầu tư khác, và buổi tối nữa thì anh có gặp một một số anh chị em ở ngoài này, thì cũng gần như là đi giao lưu anh chị em ở ngoài này và họp nhóm ở ngoài này luôn, nên là cũng khá là vui cùng những người có đam mê với nhau, nói chuyện với nhau khá là gần gũi. Mong rằng là đến mọi vùng đất thì đều được các anh chị em chào đón, đó là niềm vui, niềm vinh hạnh cũng như là công công trả cho Thắng để Thắng tiếp tục cùng với anh chị em gây dựng cái cộng đồng đầu tư chứng khoán ngày càng tốt đẹp hơn, mà có gặp để cho anh chị có cũng có những cái gặt hái nhiều thành công hơn. Nhắc lại là anh chị không có gì phải bi quan, không sợ, không sợ, cứ theo tính toán kế hoạch trước của mình mà làm, không được mua bán theo cảm tính, đừng mua bán theo cảm tính sẽ gây ra những thiệt hại ngắn hạn. Anh chị là những người cùng là những người cầm 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 gọi là phiêu bạt giang hồ lâu năm, không có gì phải ớn cả, dao kiếm búa đã đập vào người nhiều lần rồi nên không phải gì sợ.
nó xuống rồi nó sẽ lên, nó lên nhiều thì ắt nó sẽ phải xuống. 20 phút rồi, chào anh chị nhé, để em đăng lên, không có là nó nặng quá. Bye bye anh chị, chúc cả nhà vui vẻ.